Tôi là bộ đội nghỉ hưu. Năm nay thì cũng ngoài 60 rồi. Tôi thì ơn giời, sức khỏe tôi rất là tốt. Tôi thì chỉ bị mỗi cái di chứng của cái bị thương ấy, trong cái thời kỳ còn ở trong quân ngũ. Cho nên là những cái khi mà cháy nắng trở dời ấy, thì nói thật là nó đau hết cả hai bên chân này. Đi lại cũng rất là đau, đứng cũng đau. Mà ông có muốn bế cái cháu cũng không bế được, nó đau quá. Ấy, mình đau thì đã đành, thế nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cả gia đình, đến vợ, đến con. Thì tôi cũng rất là buồn. Thế tôi thì cũng có đi khám, rồi cũng có uống thuốc Tây, rồi cũng tìm hiểu, rồi uống một số các loại thuốc mà người ta quảng cáo. Thế nhưng nó thật là hiệu quả nó không cao. Tôi rất là buồn. Ai cũng thật là may. Trong cái lần gặp mặt hội cựu chiến binh ấy, thì tôi có lên Hà Nội. Thì tôi gặp một anh bạn trước thì cũng là đồng đội trong đơn vị với tôi. Và tôi biết ấy, là anh ấy trước đây là bị bệnh xương khớp rất là nặng. Ấy thế mà bây giờ ấy, thì anh ấy này nhanh nhẹn này, hoạt bát này, không có một tí gì biểu hiện của đau xương khớp cả, làm tôi rất là ngạc nhiên. Thế là tôi cũng đến hỏi, thì được anh ấy chia sẻ giới thiệu cho tôi ấy, cái viên bổ khớp đây, đây là viên bổ khớp anh giới thiệu cho tôi mà lại được nhập khẩu từ Mỹ, đứng hàng đầu đấy. Thế anh ấy bảo cái viên khớp này ấy, thì là rất tốt, là kể được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, an toàn và lành tính, mà hiện nay là anh vẫn đang dùng. Và anh còn nói là đối với kể cả những người mà có bệnh nền hay là dị ứng với kháng sinh vẫn uống được tất. Đấy, mục thị sở tại. Thực tế nhìn thấy anh ấy đang dùng và có hiệu quả rất tốt, nên tôi rất là yên tâm mà tôi cũng quyết định mua về để dùng. Mà phải nói ấy, là cái viên bổ khớp tuyệt vời lắm. Vì tôi mua chính hãng về đồng thời gian, sau khi dùng ấy, thì tôi thấy cơ thể mình khác hẳn đi, không còn cái tình trạng là đau xương khớp, đau chân này như khi mà cháy nắng trở dời như trước nữa. Ấy, tôi ấy thì này, bây giờ thì còn linh hoạt này, lại vui vẻ này, lại vận động được này. Ấy, rồi thì buổi sáng và buổi tối ấy, tôi vẫn còn tham gia tập thể dục cùng với mấy ông bạn già trong xóm đấy. Bây giờ ấy thì không ai có thể nghĩ rằng tôi là trước đây là tôi bị cái bệnh xương khớp như thế này đâu. Ấy, do là mình khỏe, thế nên là cứ cuối tuần ấy là con này, cháu này là cứ tụ tập về nhà mình để vui vẻ. Ấy, tôi lúc này thì có thể bế được các cháu thoải mái. Tôi thì rất là cảm ơn cái viên bổ khớp này đã giúp cho tôi có được một cái sức khỏe. Mà có được sức khỏe thì mới có được cuộc sống vui vẻ như ngày hôm nay.